phản diện như tôi quyết bơ đẹp và chính thể loại hiện đại xuyên sách thanh xuân vườn trường thị giác nữ chủ he yeah. tác giả tạ nhất cuộc sống tồi tàn của mày tôi cúi đầu xuống lại đề toán kinh điển parabol mà thầy vừa giảng lúc nãy các bạn nữ sau lưng vẫn còn đang thì thầm to nhỏ Cậu nói xem Tạ nhiên nay bị sao vậy Để trong sách bài tập lúc nãy Cậu ấy biết làm thật đó Không phải là trước giờ đều không chịu học hay sao Hay à, Mình đoán là Chỉ là muốn thể hiện ra nét đặc biệt một xíu Để thu hút sự chú ý của Thẩm Vân Thanh thôi Tôi nghe thấy vậy Chỉ cười nhạt một tiếng Ai thèm quan tâm Thẩm Vân Thanh là ai đâu chứ Tôi đây chỉ muốn bước lên đỉnh cao đợi người thôi. Lúc cầm quyển vở ghi chép tiết toán vừa nãy lên, trong lòng tôi rối bời. Một sinh viên đại học bình thường không có gì lạ lạ như tôi, đột nhiên lại có một ngại xuyên vào quyển thanh xuân vườn trường ngọt ngào mà trước đây mình từng khịch mũi xem thường. Nam chính, Thẩm Vân Thanh và nữ chính, Lâm Dữ Ý học cấp 3 cùng nhau. Hai người đều là học bá nên từ tán thưởng đối phương sang tình sâu nghĩa nặng. Cuối cùng thì tay trong tay cùng nhau bước vào chín tám năm cải kết viên mãn tất cả những việc đó đều không tránh khỏi hành động phá hoại của nữ phụ phản diện tạ nhiên tạ nhiên này nhà cửa giàu có còn có một người bạn nói khố bình thường cùng nhau ăn uống chơi bời sau khi thích thẩm phân thanh thì kế sách của người bạn kia không hợp để theo đuổi cuối cùng thì cô ấy lại biến thành chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính nữa chứ lúc đó tôi đọc cô muốn chửi nữ phụ tốt như vậy Bối cảnh ưu tú như vậy, nhưng mà tại sao cứ phải treo khổ mãi trên một cái thân cây chưa chứ? Ai mà ngờ được, sau này tôi lại biến thành cụ ấy. Sau khi trở thành tạ nhiên, lúc tỉnh dậy tôi âm thầm gỡ hết những biếm tóc nhỏ trên đầu ra. Tóc rối bụ đến mức không dám nhìn thẳng. Tôi lục trong tủ tìm bộ đồng phục của trường ra mặt lên. Nhờ phút của tạ nhiên mà đến cấp 3 tôi còn có thể ở nhà không thèm đoái hoại đến những ánh mắt kinh ngạc của quản gia và người làm trong nhà. Tôi chỉ thuận tay, cầm lấy cái bánh bao trên bàn ăn rồi xong ra ngoài. Ngày đầu tiên trở thành học bá thì không thể đi trễ được. Tiết đầu tiên là tiết số học. Thầy dạy toán này có lẽ là người thầy mê hỏi nhất trong thiên hạ. Vừa giảng xong công thức Baramon, đã vội kêu vài bạn lên bảng làm vài câu hỏi. Tôi, tạ nhiên, trẻ trung, học dở vốn đang muốn tạm biệt quá khứ để nghênh đón một cuộc đời mới, liền giơ tay cao lên. Như những ánh mắt ngạc nhiên của thầy và bạn bè mà tự tin bước đến trước bảng đen, tiêu tiêu sái sái viết ra đáp án. Cuối cùng, cùng có một cái mở đầu tuyệt diệu. Ngoài cửa phòng học toán, Giang Bắc người đã từng là đàn em của tạ nhiên hay còn có cái tên thân mật là nhị cẩu đang thâm tình liên mồm gọi chị nhiên tôi chạy qua hung dữ hỏi làm cái trò gì đấy làm phiền đến chị đây học tập vậy cô có đền nổi không nhị cẩu bị tin tức tôi học tập làm cho há hốc mồm mở to mắt hỏi tôi chị nhiên không phải chị kêu em đi báo hết các tin tức về thẩm vân thanh cho chị sao à cái người yêu vào là ngu người tạ nhiên này tôi cao mài tình cảm vỗ vỗ hai cái lên vai của nhị cẩu rồi nói với vẻ nghiêm túc nhị cẩu này nghe lời đi sau này những chuyện kiểu này thì không cần nói cho chị đây nữa mục tiêu của tạ nhiên bây giờ là sao trời biển rộng ok trưa nay lúc ăn cơm thì gọi hết mấy anh em ra đây chị đây muốn mở cuộc họp nhị cẩu mang theo một mặt nghi ngờ rời đi thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Trong lúc mọi người còn đang thị thầm to nhỏ, thì tôi đã học xong hết bài của buổi sáng. Đến trưa thì có khoảng 7-8 người đợi tôi đi ăn cơm, lấy dáng vẻ uy nghiêm của chị Nhiên lúc trước. Tôi liền hào phóng, nhắc bọn họ ra một quán ăn ngoài trường. Hình như đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, có chút không khoa học, nên tôi quyết định sẽ uyển chuyển truyền đạt lại ý tưởng của mình cho họ. Ăn cơm xong, tôi uống một ngụm trà cẩu kỹ, rồi dùng ngữ điệu của tạ nhiên hỏi Ngồi ở đây đều là người của mình Nên tôi sẽ nói thẳng luôn Tôi đây không thích thẩm phân thanh Sau này mọi người không cần báo cáo tin tức của cậu ta cho tôi nữa đâu Bọn họ nghi ngờ nhìn nhau Không biết làm sao mới đúng Trong mắt người khác Thì họ là phần tử bất hảo Gây ra những chuyện bất ổn cho trường học Nhưng trong mắt tôi Thì họ cũng chỉ là những thanh niên trẻ tuổi Dám vượt qua định kiến thôi nếu như có thể thì tôi có lẽ cũng đủ năng lực để dẫn bọn họ theo con đường của một người bình thường. Ngừng một lát, tôi mới nói tiếp. Chỉ nhiên bây giờ chỉ muốn yên ổn học tập thôi. Học, để cho các đám học bá kia đừng có hở ra chút liền xem thượng chúng ta. Vậy nên các cậu cũng phải cùng với tôi học tập. Bỏ qua những lời phàn nàn dưới kia, tôi phất phất tay áo rồi dắt theo đứa em nhị cẩu trung thành của mình rời đi tạm biệt mỗi ngày đánh đánh giết giết bây giờ tạ nhiên đã là một học sinh lớp 10 của khoa tự nhiên bình thường ba mẹ của tạ nhiên rất ngạc nhiên với sự thay đổi nghiêng trời này của con gái mình không chỉ ủng hộ mà còn đóng gói rất nhiều quà đắt giá cho ngày thứ năm biến thành tạ nhiên lúc tôi đang học thể dục thì đụng phải thẩm văn thanh và lâm dự ý đang đi học thể dục cùng nhau không hổ là nam nữ chính trong truyện thanh xuân vườn trường hai người lớn lên trông rất xuất sắc Thẩm Vân Thanh là kiểu thâm trầm, còn Lâm Dự Ý là kiểu rạng rỡ nhưng mà là yếu đuối. <laughs> nữ chính rạng rỡ như vậy không phải là để thay đổi nam chính sao? Yếu đuối không phải là để nam chính đau lòng hay sao? Nhìn cái mặt tươi cười như hoa này của tạ nhiên đi, y như vừa trộm được vài bao tiền vậy. Thầy thể dục một lần dạy cả hai lớp nên tiện tay phân nhóm rồi để mọi người tự do hoạt động, tự tìm dụng Cụ mắt tôi tin lắm vừa nhìn thấy thảm phân thanh và lâm giữ ý chọn chạy chậm thì tôi đương nhiên quay sang đi đánh cầu lông ngày hôm đó gió thổi có chút nghệ tôi và nhị cẩu đánh cầu lông mà cứ nhìn như cầu lông đang đánh chúng tôi vậy ngay lúc tôi đang cố hết sức phải phát cầu thì gió nổi lên cuốn trái cầu ra khỏi tầm mắt của tôi lẫn nhị cẩu gió tiếp sức cho nó bay mây chạm nhẹ vào sao mà cuối cùng rơi đúng vào đầu của lâm dữ ý đang chạy bộ tôi bà chấm khoảnh khắc đó trong lòng tôi ngủ vị tạp trần đây là cái phận mai rách gì đây tôi đang ráng nhịn sự ngại ngùng lại cùng với nhị cẩu bước tới trước mặt nữ chính nhìn thấy vệt đỏ trên đầu của lâm dữ ý cùng với những giọt nước mắt đông đầy trong đôi mắt to kia trời ơi tôi đau lòng là bị cái gì vậy chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì giọng trầm thấp của Thẩm Vân Thành đã truyền tới, nghe rõ ràng là rất không vui. "Tạ Nhiên, cậu cố ý đúng không?" "Tôi cái gì chứ? Có phải cậu ta còn đang cho rằng tôi muốn tiếp cận cậu ta hay không? Thôi, là mình sai mà, cũng là do những việc làm trước kia của Tạ Nhiên quá ngu ngốc nên làm cho người ta có ấn tượng không tốt." Nghĩ đến đây thì tôi nhỏ giọng xin lỗi. <laughs> xin lỗi mà xin lỗi mà không ngờ gió hôm nay lại lớn như vậy thật sự là rất xin lỗi ngập ngừng một lát tôi lại bổ sung bạn thẩm phân thanh à, những việc trước kia của tôi đã mang đến phiền phức cho cậu sau này tôi sẽ không như vậy nữa thẩm phân thanh còn chưa trả lời thì lâm dự ý đã cúi đầu phương tay ra kéo nhẹ gốc áo của thẩm Vân thanh bỏ đi bỏ đi cậu đừng tức giận mà Tạ nhiên không phải cố ý đâu Mình cũng không có đau lắm Nên không có sao Đừng vì mình mà tức giận với bạn học Ừ... Cái giọng điệu này Cái động tác này Hình như tôi gặp phải nữ chính Có nết trà xanh rồi đúng không? 23 năm nay tôi còn chưa gặp qua kiểu con gái như vậy Nên thật sự rất thiếu kinh nghiệm Tại sao chỉ có mình tôi xuyên qua chứ? Tôi muốn mang theo hỏi chị em qua đây xem chung Vì cậu ra mặt hôm nay là chúng tôi không đúng chúng tôi có thể đi cùng bạn học lâm đến phòng y tế xem sao tất cả trách nhiệm chúng tôi đều sẽ nhận đúng đúng không sao đâu mà mọi người đều là bạn học với nhau mình và thẩm phân thanh từ nhỏ đã là hàng sớm rồi tính cách cậu ấy là như vậy đó ờ à, chỉ là không thích nói chuyện thôi các cậu đừng để ý đến lâm giữ ý ngại ngùng cười cười hình như còn có ý khoe mẽ Dự ý, đi thôi Thẩm Phân Thành kéo theo Lâm Dự ý Xoay người bước đi Lâm Dự ý còn quay đầu lại mỉm cười với tôi Nhi cậu có suy nghĩ gì Đều nói với tôi cả Chị Nhiên Chị theo đuổi không được Thẩm vân thanh Là có lý do đó Tạ Nhiên Lần đầu đấu với Lâm Dự ý tôi trôi qua Mấy đứa đàn em trước kia làm chuyện khu mát của tôi Cũng đã chịu chấp hành theo quy định của nhà trường Với sự lãnh đạo tài ba của tôi Nhi cậu rất nổi bật trong nhóm đàn em Và trở thành bạn tốt với tôi Cậu ta không chỉ đẹp trai Mà còn tính cách có nội hàm Rất hợp làm bạn với tôi Rất nhanh tôi liền đến tháng thi cử đầu tiên Sau khi xuyên Tôi quyết định đợt này phải xuất hiện Trên bản danh dự Để không phụ công mỗi ngày đọc sách đến tận 10 giờ nhìn thấy bạn xếp hạng được treo lên ai vô hạng 20 này không hổ là tạ nhiên với thành tích 764 trên 800 nhìn lại lần nữa ai vô thẩm vân thanh và lâm dự ý cùng nhau tuột khỏi vị trí đầu khối uhm. đợi chút phía trước thẩm vân thanh là ai đây lý tể xếp thứ nhất toàn khối cái tên này sao tôi không có chút ấn tượng nào thế Nhi cậu vội vàng nói Em biết nè Lý tể là hạng nhất khối mình đó Học lớp 1 Người rất khiêm tốn Bình thường chỉ lên lớp học rồi ra về thôi Nên chị Nhiên chưa gặp qua cũng là điều dễ hiểu Cũng đúng Dù gì thời gian của tôi và Lý tể Cũng ngược lại với nhau mà Buổi sáng ngữ văn Buổi chiều toán học Ngày hôm sau thì có thi tổng hợp và tiếng anh tôi luôn ở trong phòng thi đến cuối cùng giáo viên cũng không cần giữ lại nhiều tại vì các bạn khác phần lớn đều ngủ li bì chỉ có tôi còn đang rất tận tâm nghiêm nghiêm túc túc giải từng câu hỏi kỳ lạ là nét chữ của tôi cũng không khác của tạ nhiên quá nhiều nên cũng không sợ bị lộ nhân tiện cũng nói một chút vì biểu hiện quá xuất sắc của tôi ở trong phòng thi mà thầy giám thị càng quan tâm tôi hơn hận không thể sách cái ghế ngồi lì ở chỗ tôi không đi thi xong thì tôi trực tiếp đi về nhà dù gì thì tạ nhiên ngoài một đám đàn em ra cũng chẳng có người bạn nào giới tính nữ cả hay cả một thất bại bởi vì quá chán nên tôi quyết định sẽ đạp xe đi đường tắt một con đường tắt là một mối nhân duyên khác bắt đầu nhưng mà duyên phận thật sự rất kỳ diệu đó là một con hẻm rất dài cũng không có ai, chỉ có những mảnh đá phiến rong rêu bám đầy do ẩm ướt lâu ngày. Tôi chậm rãi đạp xe suốt cả đoạn, mơ hồ nghe thấy có tiếng sụp xịt. Cân nhắc kỹ càng về một thân tài nghệ của tạ nhiên và sức mạnh của tôi. Ừm, uhm, không sợ. Nhưng ra lại, tôi nhìn thấy một đứa bé đang ngồi sợ mơ góc tường nhỏ giọng nước nở. Tôi thả lỏng bước đến hỏi chuyện. Bạn nhỏ, sao em lại khóc? Bị ba đánh cho một trận hả? không không có <laughs> tiền của em bị người xấu dành dành mất rồi đưa bé ngẩng đầu lên trên mặt nó có một dấu bàn tay phải vậy mà cũng có người đi cướp tiền của con nít có còn mặt mũi gì không vậy đừng khóc nữa em bị cướp bao nhiêu chị cho lại nhé tôi mồi khoảng vài trăm tệ trong túi ra tiền đó khoảng vài chục thôi là là tiền anh trai đi làm việc mới kiếm được anh trai cực khổ quá Đứa bé vừa nói vừa nấc cục Nói chuyện vấp vấp Rất là đáng yêu Ai, Nhìn cái quần tay đã giặt đến mức Bay màu của đứa trẻ Thì tôi nghĩ hoàn cảnh nhà của nó Có lẽ là không tốt thật Tôi ngồi sớm xuống Lấy khăn giấy lau mặt cho nó rồi nói Em đừng khóc Chị có chút tiền hay là em cầm trước đi nhé Em cần chị đưa em về nhà không Đưa bé đứng lên lắc lắc đầu Cảm ơn chị, nhưng mà anh em không có cho nhận đồ của người lạ. Nhà em chỉ ở ngay trong xóm đằng kia thôi, không cần phiền chị đâu. Đang nói thì có tiếng cười đùa truyền đến, đứa bé đẩy tôi ra ngoài. "Chị đi nhanh đi, đó là những người đã cướp tiền của em." Nghe có vẻ không nhiều người lắm. Tôi đỡ đứa bé đứng lên, đặt nó lên bậc thang cao rồi báo cảnh sát. Quá trình sau đó không cần nghĩ cũng biết đó chỉ là hai tên nhóc còn nhát cấy nghĩ đánh được đứa bé thì sẽ đánh được tôi nhưng mà tôi vừa đánh ngã một tên thì chú cảnh sát đã đến bắt người đi tôi cũng dắt theo đứa bé đi cùng để làm hồ sơ việc này cũng đơn giản rõ ràng lấy lại được tiền của đứa bé thì chúng tôi liền đi ra ngoài chú cảnh sát gọi cho anh trai của lý tầm chính là đứa bé đó đến đón nên tôi cũng quay về lấy xe đạp của mình rất nhanh thì anh trai của lý tầm đã đến theo tôi thấy thì vẫn là một thiếu niên, ăn mặc rất đơn giản, mại kiếm, mắt sáng, rất đẹp trai. Nhưng mà vừa nhìn thấy tôi thì liền cao mại, tôi cũng không biết vì sao. Sao nào? Chị đây chọc gì đến chú rồi à? Lý Tầm đi qua, kể là chuyện vừa rồi. Lý Tể xoa xoa đầu nó rồi gật đầu cảm ơn tôi. Xin chào, tôi là Lý Tể, anh của Lý Tầm. Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu tôi gãi gãi tóc ờ à, không có gì đâu chỉ là tiện tay thôi đợi chút cậu ấy là ai chứ lý tể người nhất khói của chúng tôi nghĩ đến đây thì tôi lại nhìn không được nhìn cậu ấy thêm một cái quả nhiên là vừa đẹp trai vừa lịch sự không hổ là người đứng đầu tôi cười hi hi hai tiếng à, xin chào tôi là tạ nhiên học sinh của nhất trung À, cậu cũng vậy đúng không Ly tể gật đầu Đúng vậy Hôm nay cảm ơn cậu Trời cũng không còn sớm nữa Hay tôi đưa cậu về nhé Không 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 thể giao lưu quá nhiều với học bá được Nếu không khuyết điểm của tôi sẽ bị bại lộ Tôi phải phải tại Không sao đâu Hai người cứ về trước đi Sẽ có người trong nhà đến đón tôi Vậy bạn học tạ Nhớ chú ý an toàn Chúng tôi về trước đây lý tầm vẫy vẫy tay tạm biệt chị tạm biệt nhìn hai anh em họ rời đi tôi gọi cuộc điện thoại kêu má ngô tìm người qua đón tôi thuần tiền cũng mang xe đạp về luôn buổi tối trước khi đi ngủ tôi nằm trên giường học thuộc 3.500 từ sắp kiểm tra thì nghĩ đến việc làm sao để thành bạn tốt với lý tể nếu tôi và học bá thành bạn thân thì liệu tôi có thể chép bài của cậu ấy không nhỉ phải nói rằng giáo viên cấp 3 thật sự là rất năng suất. Thứ hai, thứ ba vừa kiểm tra thì thứ tư đã có kết quả. Tôi vui vẻ ngồi tại chỗ chờ thầy công bố thành tích. Dù gì thì tôi cũng đã là học sáng 8, tối 10, cả một tháng trời, nên cũng phải có tiến bộ chút ít chứ. Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, ta cầm theo bản thống kê thành tích, cất giọng. Lần này thành tích lớp chúng ta không tệ, khen tôi, khen tôi, khen tôi. Đầu tiên, nói về tổng thể một chút. Điểm trung bình của lớp chúng ta xếp thứ ba trong ban tự nhiên. Vẫn ổn. Dương Lạc tăng 5 hạng trong học kỳ này, xếp thứ năm Ngô Ngô tăng 3 hạng, xếp thứ 10. Từ Ninh Hạ bị tuột 10 hạng. Em nhớ chú ý nha. Xếp thứ 20. Còn có một người... Tạ nhiên. Thầy chú nhiệm quay sang nhìn tôi một cái. Tôi ngồi thẳng lưng lên Tạ nhiên lần này tổng điểm là 520 Xếp thứ 16 trong lớp chúng ta Thứ 326 toàn khối Có tiến bộ rất lớn nha Xứ Tạ nhiên chép bài của ai vậy Không biết nữa Phòng thi số 20 đều cỡ cậu ta thôi Vậy là chép phao rồi Không biết làm thì thôi đi còn chép Ở phía dưới xì xào Nhưng tôi vẫn không quan tâm các ngài cứ đi nghe người khác mệt không chứ sao cứ phải để người khác ảnh hưởng đến mình sau đây chúng ta sẽ nói đến bài kiểm tra ngữ văn tạ nhiên hết tiết này em đến văn phòng thầy một lát cả một tiết tôi chỉ ghi được thêm hai điểm cần chú ý vừa hết giờ đã cùng thầy chủ nhiệm đến văn phòng tạ nhiên lần này kiểm tra là em tự làm đúng không dạ lúc đó giám thị cứ vòng quanh em em không có gian lận đâu. Thầy luôn cảm thấy em không phải là một đứa nhỏ hư hỏng. Bây giờ có thể học tập cũng là chuyện tốt. Cứ tiếp tục giữ vững. Có chỗ nào không biết thì em có thể đến tìm thầy. Dạ, em cảm ơn thầy. Chưa đợi tôi về đến phòng học thì một nhóm người đã chặn đường của tôi. Ai chà, đây không phải là người tiến bộ hơn 500 điểm tạ nhiên hay sao? Bạn nữ cột tóc hai chùm bắt đầu trào phúng tôi. Đúng rồi he, cũng không biết là chép của ai nữa. Nhìn Lâm giữ y người ta và thẩm phân thanh đều là tớp đầu của khói nên gấp gáp rồi. Cái tình tiết này ai nghĩ ra vậy hả? Quả là ngu ngốc. Lâm giữ ý cho đến nếu bạn nữ cột tóc hai chùm. A à, Vũ, cậu đừng nói như vậy mà. Tạ nhiên tiến bộ rất nhiều như vậy, thể hiện người ta đã cố gắng rồi. Cô ta quay sang cười cười với tôi Tạ nhiên Chúc mừng cậu nhé Không biết cậu có bí quyết gì Có thể chia sẻ với mình xíu không Dự ý Cậu thiện lương quá rồi đó Cậu ta thì có bí quyết gì chứ Cứ chép thôi Đây là loại lời gì vậy Tớp ba của khối Đi hỏi tôi bí quyết học tập Này là đang chế nhạo tôi đạo văn đúng không Đầu tiên Tôi thi được hạng gì cũng không liên quan đến các cậu. Thứ hai, thầy còn chưa xác nhận tôi có gian lận hay không thì cậu ở đây bị đặt cái gì? Thứ ba, tôi động chạm cậu chỗ nào rồi mà cậu cứ ở đây chọc tức tôi. Một tháng này tôi thay đổi từ hình tượng cô gái bạo tạng thành gơ cầu tiếng nên có nhiều người hất mũi lên mặt rồi. Nói xong những lời chính nghĩa thì tôi quay đầu tiếp tục đi. Xoay người lại, liền nhìn thấy Lý Tể và Thẩm Phân Thanh đang cầm bài kiểm tra đứng cách đây không xa. Những lời tôi nói có lẽ cũng đã nghe được rồi. Thẩm Vân Thanh khinh thường nhìn tôi, còn Lý Tể vẫn bất động thanh sắc. Tôi không nhịn được, nghi ngờ biểu hiện lúc nãy quá tội. Thẩm Phân Thanh đang nghĩ gì trong lòng, tôi cũng lười đoán. Nhưng mà Lý Tể thì không được có ấn tượng xấu với tôi đâu. Tôi còn đang cầu mong được đại thần tương trợ đây này. Nghĩ đến đây thì tôi nhớ nhớt khóe miệng, lộ ra nụ cười gượng gạo. Lâm dự ý chạy đến đứng bên cạnh của Thẩm Vân Thanh rồi hỏi tôi. Tạ nhiên, mình và Thẩm Vân Thanh cuối tuần này đến thư viện nè, cậu có muốn đi chung không? Đúng rồi, lý thể, cậu cũng đi cùng luôn đi, vừa hay chúng ta cùng nhau thảo luận cuộc thi tiếng Anh tháng sau. Hứ, tôi mà đi thì thành trò cười cho mấy người à? Vậy là tốt nhất rồi, tôi cũng muốn cùng các cậu học tập tôi cười nhẹ lý tể im lặng một lúc sau đó mới gật đầu biểu thị đồng ý anh tể anh mà đi thì em còn diễn kiểu gì cuối tuần đến rất nhanh tôi và nhị cậu vẫn nghĩ mãi không ra làm sao để vừa duy trì sự u nhã trước mặt lý tể vừa đỡ chiêu của nam nữ chính đáng nói thì đây chính là cuối tuần cuối cùng tôi không có tiếc Nên tôi đã xin bố mẹ tạ mời gia sư cho mình Tạ nhiên vốn dĩ đã trông rất sáng sủa Nên tôi chỉ cần ăn mặc đơn giản Quần jeans và áo len thôi Vừa đến cửa thư viện Đã nhìn thấy ba người kia tới sớm Lâm dự ý Mà một cái váy hoa hoa tiết Trông rất ưu nhã Bồng bềnh trông rất giống như là tiên nữ Thắng phân thanh mặc áo khoác dài Trông rất xứng đôi với Lâm dự ý còn anh tể mà tôi ngưỡng mộ Thì mặc đồng phục rất gọn gàng sạch sẽ Hay Anh tể mặc gì cũng đẹp hết vậy ta Lâm dự ý Nhiệt tình đến kéo tay tôi Tôi vẫn luôn không hiểu Lúc trước tạ nhiên theo đuổi thẩm phân thanh Vậy không phải là tình địch của Lâm dự ý sao Vậy mà cô ta còn thân thiết với tôi như vậy chứ Bây giờ thì hiểu rồi Chắc là thông qua sự thân thiết này Để làm rõ sự khác biệt Giữa tôi và cô ta cười nói mọi người đều đã đến rồi thì chúng ta vào thôi tôi gưa cười giả tạo không có gì phải sợ cả đến lúc chọn chỗ ngồi thì tôi rất ngại thắng vân thanh và lâm giữ ý ngồi cùng nhau bàn thì bốn người nên tôi chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh lý tể thôi liệu anh tể có bằng lòng không nhỉ tôi vẫn còn đang suy đoán trong lòng thì lý tể đã thản nhiên ngồi xuống cầm đề môn toán ra rồi bắt đầu cúi đầu giải. Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Nhanh nhẹn ngồi xuống, lục tìm ra cuốn vở ghi chép rồi chuẩn bị ghi đề mục. Thỉnh thoảng ngẩng đầu thì thấy các kiểu tán tỉnh của Thẩm Phân Thanh và Lâm Dự Ý phía đối diện. Thật sự là tôi rất không muốn nhìn thấy mấy cảnh cai mắt này của nam nữ chính, nên quay đầu nhìn sang Lý Tể. Bên ngoài khung cửa sổ, là lá thu đỏ như lửa đang rơi nhẹ dưới ánh nắng nhàn nhạt, nhạt thiêu niên mi mục như họa dịu dàng vô thực sau khi đã được nhị cậu bổ sung thêm rất nhiều chuyện của anh tể thì bây giờ sự sùng bái của tôi dành cho cậu ấy chỉ có tăng chứ không giảm ly tể từ lúc vào lớp 10 đang ngồi vững ở hạng nhất cậu ấy khiêm tốn đến mức dường như không tồn tại vậy trước nay đều không tham gia các hoạt động ghen chuông lên lớp ghen chuông ra về trong nhà của lý thể hình như có chút vấn đề nhưng chẳng ai biết rõ cả chỉ là biết hoàn cảnh khó khăn thật ra là từ ngày tôi ngẫu nhiên gặp phải chuyện của lý tầm thì tôi cũng đã đoán được tình huống trong nhà của cậu ấy rồi một đứa trẻ 5-6 tuổi cầm theo vài chục đồng của anh trai đi làm kiếm được như bảo vật hè hey, làm khó anh tể rồi đảo mắt tôi lại nghĩ anh Tể vừa giúp đỡ gia đình Vừa chăm chỉ học tập như vậy Thì không phải là vừa đúng như tấm gương của tôi sao Tôi quyết định Tối nay sẽ học thuộc thêm 50 từ đơn nữa Lúc giải mãi không ra Thì tôi lại đột nhiên chú ý đến Bình nước đôi của Thẩm Vân Thanh và Lâm Dữ Ý Cái này thì tôi nhớ Lúc quán cà phê ngôi sao nổi tiếng Đưa ra mẫu bình kỷ niệm này Còn rất khó để giành mua Nhìn thấy hai cái bình Đều là màu lam Tôi nghĩ có lẽ do họ không giành được mẫu màu hồng. Đây chính là ưu thế của tôi rồi. Nếu Lâm dự ý đã muốn đối đầu với tôi, thì tôi cũng nên đáp trả lại cô ta. Vậy nên tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho trợ lý của ba tạ. Chú Vương, chú lấy giúp cháu một cái ly kỷ niệm của quán cà phê ngôi sao đi chú. Màu hồng nha chú. Lúc ăn cơm trưa thì ba người họ cùng nhau thảo luận về cuộc thi tiếng Anh. Đây vốn là những chuyện tạ nhiên chắc chắn nghe không hiểu, nhưng mà tôi lại hiểu. Việc này rất có lợi cho việc tuyển sinh, nhưng huy dương vàng vẫn không bằng cuộc thi Olympic. Thẩm Vân Thành mở miệng nói trước. Tuần sau có cuộc thi tiếng Anh rồi, tự nguyện đăng ký. Lý tể, cậu có đi không? Lâm giữ ý gật đầu. Chúng ta có thể cùng nhau tham gia, để đến lúc tổng kết còn bàn bạc tiếp hay mấy người đang bàn chuyện cuộc thi tiếng anh của học bá thì lôi tôi theo làm gì lý tệ đặt bút xuống tôi không tham gia đâu olympic tiếng anh sắp diễn ra ở bình thành rồi tôi không có thời gian không đợi bọn thẩm phân thành nói tiếp thì lý tể đã dọn dẹp tập sách rồi đứng lên chiều nay tôi còn có việc nên về trước đây tạm biệt anh tể xoay người rời đi tôi cũng không muốn ở đây nữa nên cũng rút lui cáo từ nhé tôi mới không thèm ở đây nhìn sắc mặt của thảm vân Thanh và lâm dữ ý đâu dù gì thì họ cũng nhìn tôi không thuận mắt đến tận bậc thang của thư viện tôi mới đuổi kịp lý tể tôi gãi gãi đầu anh tể cậu đi đâu vậy có cần mình đưa cậu một đoạn không anh tể lý tể nghi ngờ hỏi không cẩn thận gọi theo kính ngữ rồi. Bọn Giang bắt đều nói thành tích của cậu rất tốt, người cũng tốt, nên chúng tôi đều gọi cậu là anh tể. <laughs> Nhi cậu vào thời điểm then chốt đã đứng ra đỡ đạn. Không cần đâu, cách đây cũng gần, nên tôi đi bộ qua đó là được. À được rồi, vậy anh tể đi thông thả nhé. Nhìn theo bóng dáng của anh tể rời đi, tôi mới ngồi lên con xe điện rồi chạy về nhà. Wow, chú Vương quả nhiên là làm việc rất tốc độ, chỉ trong vòng một ngày đã mang cái bình màu hồng đến cho tôi rồi. Tôi vui vui vẻ vẻ pha trà cẩu kỹ mang đến lớp, bởi vì trong khi tôi vẫn còn đang học đại học thì điều tôi lo lắng nhất đã không phải là trượt môn, mà là tóc. Tóc của tạ nhiên rất dày nên tôi phải bảo vệ thật tốt, đặc biệt là chú trọng việc đội mũ. Tiết thể dục hôm nay có tận bốn lớp học cùng nhau, Trừ lớp tôi và lớp thẩm Vân Thanh thì còn có lớp của Lý Tể và một lớp khác. Tiết thể dục này bình thường rất mệt. Ngay giữa giờ, mọi người sẽ đi siêu thị để mua nước. Còn tôi thì đương nhiên là có mang theo bình nước của mình rồi. Nhắm chuẩn mục tiêu, nhanh nhẹn để bình nước vào bên cạnh bình của thẩm Vân Thanh. Lúc mọi người đang ngồi nghỉ người hổng mát dưới tán cây, thì tôi nhất định phải chờ thẩm Vân Thanh cầm bình nước lên để giả vờ cầm lên uống theo. Ê, mọi người, bình nước của tạ nhiên và thẩm vân thanh là bình nước đôi nè quả nhiên đã có bạn nữ chú ý quan sát phát hiện ra cảnh thuật của húy dàn dựng cô gái em đã chú ý đúng chỗ tinh hoa rồi đó thật ra cái bình này mình biết rất khó giành đó nha ngay lập tức liền có mấy bạn nữ soi trào thảo luận đám con trai thì trực tiếp hú lên wow Tôi giả vờ ngại ngùng cúi đầu cái cầu đừng nói bậy nữa Đây chỉ là trùng hợp thôi Đừng nói nữa mà Trong tình huống này Thì càng giải thích càng phản tác dụng Cả nam lẫn nữ đều không tin Tiếp tục họ hét Đôi gặm thêm đường Thẩm Vân Thành ngay từ đầu Đã khinh thường không thèm nói gì Tôi liếc mắt sang Thì nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Lâm Dữ Y <laughs> Tôi nhịn không được Mà cười khùng một trận trong lòng Cả ngày đều lấy tôi ra làm trò cười Bây giờ thì ăn quả báo rồi chứ gì Nhi cậu vừa đi mua nước quay lại Còn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra Chị Nhiên Sao vậy Sao mặt chị đỏ vậy Không 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 Cái này là đơn thuần bị nắng cháy thôi Chứ không phải ngại đâu Cuối tiết thể dục Thì mọi người đã ngừng hò reo Còn tôi thì vui vẻ Vì phản công được một trận với Lâm Dữ Y Thank you